Kính bạch thầy, con là một Phật tử từ lâu đã phát tâm ăn chay. Khi con ăn chay thì con không dùng ngũ vị tân và trứng nữa. Nhưng con thấy nhiều người ăn chay thì vẫn dùng ngũ tân và trứng vì họ cho rằng ăn chay chỉ là không ăn thịt chúng sinh, còn trứng công nghiệp thì không có sống vì thì không sao. Con bạch thầy khai thị cho con và mọi người ăn chay sao cho đúng và có phúc ạ. Còn nữa, con muốn hỏi nếu Phật tử tại gia biết đó là đồ của chư tăng mà vẫn cố ý dùng thì có tội gì không? Nếu có thì đó là tội gì? Qua câu hỏi thứ nhất của kỳ Phật pháp số 21 chương trình Phật pháp vấn đáp này, thì chúng ta thấy là có Phật tử hỏi rằng nói rằng là ăn chay từ rất lâu và Phật tử này không ăn ngũ vị tân và không ăn trứng, nhưng cũng thấy là nhiều người ăn chay nhưng mà vẫn ăn ngũ tân và ăn trứng vì họ cho rằng ăn trứng thì mà không có trống, tức là trứng gà công nghiệp đó, thì không sao. Thì Phật tử này hỏi rằng muốn xin là thầy khai thị cho mọi người biết ăn chay như thế nào cho nó đúng và nó có phúc. Ở đây thì chúng ta thấy là ăn chay á, thì chúng ta thấy là mà còn ăn trứng, tức là gì, vẫn còn khởi cái tâm tham ăn để mà ăn. Ăn chay thì chúng ta biết cái thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta ăn chay là để cho tăng trưởng, nuôi lớn cái lòng từ bi, thương tưởng tất cả mạng sống của các loài sinh linh nhỏ bé như con trùng, con kiến, và tôn trọng mạng sống của những loài sinh linh đó cũng như mạng sống của chính bản thân chúng ta và người thân của chúng ta. Cho nên là chúng ta không sát sinh và cũng không ăn thịt các loài sinh linh nhỏ bé như là các loài gì, cua, cá và gà, lợn, vân vân. Nói chung là các loài động vật. Thì ở đây có cái vấn đề, cái này ngày xưa chúng tôi đi học thì các nhiều hòa thượng, nhiều thượng tọa cũng có những cái kiến giải rất là khác nhau rất là nhiều. Có cụ ấy thì quan điểm nói rằng là trứng gà công nghiệp thì nó không nở ra con, cho nên á là ăn trứng gà công nghiệp cũng như ăn khoai tây thì có gì đâu, cũng như ăn củ khoai tây thì không có gì. Đây là quan điểm của một số gì, của một số các quý thầy. Còn một số các quý thầy á thì lại cho rằng á, tuy không trứng gà công nghiệp nó không nở ra gà con, nhưng người đã phát tâm ăn chay, tức là không còn gì, không còn được khởi cái tâm là ưa thích ăn ngon, ăn cho sướng miệng để mà ăn các loại trứng công nghiệp đó nữa. Và đặc biệt á, quan điểm của Hòa thượng Tuyên Hóa, Cố Trưởng lão Hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, thì ngài nói rằng này, trứng có trống hay là trứng không có trống, người đã gọi là phát nguyện phát tâm ăn chay thì chúng ta cũng nhất định là gì? Không ăn nữa, vì nếu còn ăn tức là còn khởi cái tâm gì? Cái tâm mong muốn, cái tâm ưa thích ăn ngon để mà gì, để mà thọ dụng cái vật phẩm ấy. Cho nên ở đây thì đây là thầy nêu một số các quan điểm ngày xưa đi học. Một số các quý thầy thì nói là ăn trứng không có trống thì cũng giống như ăn khoai tây vậy, ăn rau vậy, không có gì khác. Thế vậy thì tại sao không ăn rau đi? Chúng tôi đưa ra một câu hỏi. Vậy bảo là ăn trứng không có trống giống như ăn khoai tây, giống như ăn rau, tại sao không ăn khoai tây và ăn rau đi mà cứ là phải là trứng không có trống là thế nào? Tại sao vẫn cứ phải là trứng không có trống mà không phải là khoai tây hay không phải là rau? Cho nên chúng ta thấy những người mà ăn chay rồi mà vẫn còn thích bảo là ăn trứng gà công nghiệp vân vân đó, đó chỉ là ngụy biện thôi. Họ vẫn chưa bỏ được cái thói quen thích ăn gì? Ăn thịt, máu huyết, mạng sống của chúng sinh.
Nói nôm na thì họ vẫn chưa gì chưa bỏ được cái thói quen ăn ngon. Khi khi mà chúng ta chưa tu tập, vẫn còn quen cái tập khí trước đây là thích gì thì ăn thịt uống huyết của chúng sinh. Cho nên á, họ vẫn không thể bỏ được. Nay họ chỉ đổi một cái từ là gì? Là trứng ấy không có trống, cho nên thì không nở ra con gà con, cho nên họ vẫn ăn. À, Trưởng lão Hòa Thượng Thường Tịnh Hà Không, Ngài cũng có một bài pháp trả lời về vấn đề này. Ngài nói rằng gì? Các quý vị hãy nhìn khi con gà mái, cho dù đó là gà công nghiệp, nó đẻ ra cái quả trứng kia, nó đau khổ đến mức độ nào, nó đau đớn đến mức độ nào. Và chúng ta là một người gì? Một người tu, một người phát nguyện ăn chay vì gì? Thương tưởng tất cả mạng sống của chúng sinh mà gì mà phát nguyện ăn chay. Chứ thực tế Phật Bồ Tát cũng đâu có bắt chúng ta ăn chay. Phật Bồ Tát chỉ có nói ra gì? Công đức lợi ích của người ăn chay. Cái thứ nhất là gì? Nuôi lớn được cái từ tâm, bi tâm. Cái thứ hai là gì? Là giảm bớt dục vọng ở trong tâm mình, thậm chí là trong thân mình. Đó. Tâm thì cũng bớt gì? Bớt đi những cái điều tham, sân, si. Thân thì bớt đi gì? Bớt đi các dục vọng, khiến cho cái đạo nghiệp tiến tu của chúng ta rất là gì? Rất là tốt. Trong tâm thì lòng từ bi, trí tuệ ngày một khai mở. Ngoài thân thì không bị dục vọng nó nấu nung, nó lôi cuốn. Trong ngoài phối hợp với nhau trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì khiến cho đạo hạnh của người tu của chúng ta dù xuất gia hay tại gia đều tốt cả. Nếu như chúng ta làm được điều đó, thực hành được lời Phật dạy như vậy. Cho nên ở đây Hòa Thượng Tịnh Không ấy, chúng tôi nghe một cái bài giảng của Ngài, hãy nhìn con gà mái khi nó đẻ quả trứng, nó đau đớn và nó khổ cực như thế nào. Mà người tu chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, vì thương tưởng chúng sinh mà phát tâm ăn chay rồi mà vẫn ăn như vậy, thì Hòa Thượng nói là vẫn chưa phải thật sự là người ăn chay, mà người đó chỉ lấy giữ ở cái danh nghĩa ăn chay thôi, chứ còn cái thực chất thì vẫn chưa ăn chay. Đó là qua đấy thì chúng ta mới thấy rằng gì? Cái việc ăn chay ở đây ấy, cho đúng nghĩa của Phật Pháp thì chúng ta phải gì? Chay tịnh hoàn toàn. Cái gì liên quan đấy đến động vật chúng ta không được ăn. Thế quả trứng nó vẫn gì? Nó vẫn là gì? Là động vật sinh ra nó mà. Con gà mái sinh ra, ra quả trứng mà. Và chúng ta có dám chắc là tất cả những quả trứng đó đều gì? Đều không có trống không? Hòa Thượng Tịnh Không trong bài giảng của Ngài nói gì? Trong cái tất cả những mà cái dãy mà cái bà bán trứng, nó bảo bán toàn trứng gà công nghiệp. Nhưng mà một vài tuần bà ấy ốm, bà không ra chợ được, với những cái sạp trứng của bà ấy để ở trong nhà. Và khi bà ốm khoảng 2 tuần sau một cái thì bà thì khỏe khỏe và mang trứng ra bán, thì nghe cái tiếng gì, tiếng con gà nó kêu chíp chíp ở trong nhà, bà vào thì cái giỏ trứng của bà có nở ra mấy con gà con. Và đó, đấy là bảo gì? Bảo trứng gà công nghiệp đấy, nhưng mà nó vẫn gì nở ra mấy con gà con. Ai dám khẳng định chắc chắn 100% tất cả những quả trứng đó đều là trứng không nở. Các vị hãy nghe bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có nói về điều đó. Cũng có nói về điều đó nữa. Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói về điều đó. Cho nên ở đây thì theo quan điểm của Thầy thì các Phật tử chúng ta đã phát nguyện ăn chay trường rồi á, để tu tâm dưỡng tính, tu nhân tích đức, thực hiện theo lời Phật dạy, muốn thâm nhập vào hạnh của Bồ Tát, của Phật á, thì chúng ta phải thương tưởng tất cả các loài chúng sinh. Giống như đó là quả trứng công nghiệp không có trống đi chăng nữa, nhưng chúng ta thương tưởng gì? Con gà mái nó đau khổ, nó đẻ ra quả trứng đó,
chúng ta nghĩ tới cái đó cho nên nhất định chúng ta không ăn. Còn một cái việc nữa, Phật tử nói gì? Ngũ tân. Nhiều người gì ăn chay nhưng vẫn dùng ngũ tân. Thì ngũ tân này thì trong cái giới luật của Đức Phật ban đầu thì quả thực là Đức Phật cũng không có cấm. Cái khởi nguồn của lúc đầu về ngũ tân này Đức Phật không có cấm đâu. Nhưng mà vì sao mà sau này Đức Phật lại cấm? Vì chúng ta biết mà Đức Phật cái gì mà nó chúng sinh người tu chưa vi phạm thì Ngài vẫn cứ để cho một thời gian đã. Phải có nguyên do Ngài mới cấm. Có khởi nguồn Ngài mới cấm, tự nhiên Ngài đưa ra cấm thì các đệ tử có thể phản ứng là ông Phật khắt khe quá, thế này thế khác. Cho nên trong luật tạng Đức Phật mới lấy một cái ví dụ bảo Tôn giả A Nan là một hôm Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật tại sao Đức Thế Tôn là bậc gì tu hành đã chứng được thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi, tại sao những cái giới luật, những cái điều luật đó Đức Phật không nói ra ngay từ đầu mà để cho có người phạm rồi thì Phật mới chế định? Đức Phật mới nói này A Nan, giống như chiếc áo khi nó gì nó còn lành lặn, có ai tự nhiên lại lấy kim chỉ, lấy một miếng vải khác để vá lên đó không? A Nan bảo bạch Đức Thế Tôn không. Phật cũng nói như vậy, giới luật của Như Lai cũng như thế, đại chúng còn thanh tịnh thì Như Lai chưa bao giờ chế định giới luật, khi đại chúng không còn thanh tịnh nữa, có người vi phạm thì Như Lai mới bắt đầu chế định giới luật. Cho nên cái giới ăn ngũ tân, ngày đầu tiên, những năm đầu tiên mới thành đạo, Đức Phật cũng chưa cấm. Nhưng nhân duyên ở trong luật nói rằng một hôm có một ông trưởng giả, ông trồng được cả một cái vườn hành ngũ tân, tức là hành hẹ tỏi kiệu hành tây. Hành hẹ tỏi kiệu và hành tây đó chính là ngũ tân, tức là năm loại gì, năm loại cay nồng. Thế nhân duyên một hôm có ông trưởng giả, ông ấy phát nguyện cúng cái vườn hành này, cái vườn rau này cho các tỷ khiêu và các tỷ khiêu ni ở chú xứ Trúc Lâm gần đó. Tinh xá Kỳ Viên, Tinh xá Kỳ Viên, xin lỗi, Kỳ Viên Tinh xá. Nơi mà trưởng giả cấp cô độc cúng dường ngài đó. Thì có một ông trưởng giả, thì ông ấy phát nguyện đem cái vườn rau sạch đó để cúng dường cho chư tăng và chư ni. Thế một hôm nhóm lục quần tỷ khiêu Na Lan Đà, nhóm lục quần tỷ khiêu, đúng rồi, Na Lan Đà và tỷ khiêu ni nữa, đặc biệt là nhóm tỷ khiêu ni, nhóm lục quần tỷ khiêu ni. Thế đi đến thì ông chủ, ông ấy trước khi đi ông ấy dặn người nhà rằng dặn cái người hầu á, ông chủ dặn người hầu rằng nếu có các tỷ khiêu và các tỷ khiêu ni đến để xin rau á thì người ở nhà thì cứ tùy ý để cho để cúng dường các thầy, vì cũng có người ốm mà, có vị tỷ khiêu ốm cho nên phải dùng đến gì, dùng đến rau, đến hành. Còn thời xưa Đức Phật thì thực tế là không có nấu, tự nấu mà ăn, nhưng mà có người ốm thì phải dùng những cái đó. Thế khi mà nhóm lục quần tỷ khiêu tăng có người ốm thì bắt đầu đi ra xin rau, tức là xin hành ấy, để về để nấu cháo để cho gì, cho Ấn Độ ngày xưa có xứ mùa lạnh thì hay bị cảm lạnh, cho nên dùng cháo hành để ăn, nó nóng nó toát mồ hôi có thể thì nó đỡ. À, cho nên dùng để nấu cháo. Xong nhóm tỷ khiêu tăng vừa ra thì lấy xong một cái, hôm trước hôm sau lại nhóm tỷ khiêu ni, lục quần tỷ khiêu ni đến thì cái vườn hành của ông trưởng giả rất là tốt. Thì nhóm lục quần tỷ khiêu ni đến thì kéo nhau hàng trăm người, hơn trăm người ra, cái bắt đầu là bảo là hôm chúng tôi nghe thấy cái tin là ông trưởng giả ông phát nguyện cúng cái vườn rau này cho chư tăng chư ni, nay chúng tôi ra để xin. Người hầu nhớ lại lời của ông chủ của mình dặn là có các tỷ khiêu đến xin thì cứ tùy ý mà cúng dường. Thế không ngờ rằng khi các vị tỷ khiêu ni, nhóm lục quần tỷ khiêu ni đã khởi cái lòng tham và nhổ sạch cái vườn hành,
làm tan nát hết vườn rau luôn. Và khi ông chủ về, mấy hôm sau ông chủ về, ông thấy là vườn, cái vườn hành và vườn rau tan nát không quản gì nữa. Bắt đầu ông chủ ấy mới mắng cái người hầu, mắng cái người hầu. Và cái câu chuyện đó được đem đến tai Đức Phật. Và bắt đầu Đức Phật ngày đó, bắt đầu từ đó Đức Phật liền chế định gì? Liền chế định cái giới gì? Không cho ăn gì? Không cho ăn hành nữa. Cấm không cho ăn hành nữa từ đấy. Bắt đầu thì giới luật khởi nguồn cái vấn đề cấm ăn hành thì ở từ đó. Nhưng sau này khi mà Phật giáo Bắc Tông phát triển và chuyển sang Việt Nam và Trung Hoa, thì đến một cái thời kỳ luật Tông hưng thịnh, đó chính là gì? Luật tổ của luật Tông Trung Hoa, đó là Ngài Đạo Tuyên Luật Sư. Một hôm thì Ngài đi hoằng hóa và Ngài đến một cái khu vực và Ngài thì có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông. Cho nên là Ngài nhìn thấy ở trên hư không là có đầy rẫy những vị chư thiên và những vị hộ pháp ở trên hư không. Và Ngài ở xa xa, Ngài nhìn thấy như vậy, Ngài biết rằng ở nơi đó chắc chắn là có một vị cao tăng hay một vị thánh nhân, hay có một cái trường hợp đặc biệt nào đó mới có các vị chư thiên long bát bộ đầy rẫy trên hư không như vậy. Nhưng Ngài nhìn thì lại thấy có lạ. Tất cả các vị chư thiên ở đó thì vị nào cũng quay mặt ở chúng trụm vào một khu, nhưng mà đều quay mặt ra ngoài, hoặc có vị thì gì, lấy tay để chịt mũi, để che mũi, để che cái mũi của mình lại. Bắt đầu Ngài thấy lạ như vậy, Ngài mới tìm đến, đi không bao lâu thì đến cái ngôi làng đó. Và đến đó thì Ngài mới biết rằng gì, tất cả các vị thiên long bát bộ đó đều bao quanh gì, đứng ở trên không, trên một khu vực của một ngôi chùa. Và Ngài tiến vào ngôi chùa đó. Vào ngôi chùa đó thì Ngài đi quanh thì thấy là vị hòa thượng trụ trì Phương Trượng này đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và Ngài đợi cho vị Phương Trượng trụ trì đó tụng kinh xong thì bắt đầu Ngài biết là đây cũng chắc chắn phải là một vị cao tăng. Tụng kinh mới có thiên long bát bộ ở đầy trên hư không để hộ trì, để tùy hỷ như thế. Cho nên là Ngài cố nán lại để chờ vị hòa thượng Phương Trượng tụng kinh xong thì hai vị hòa thượng hàn huyên tâm sự với nhau. Thì qua hàn huyên tâm sự thì Ngài Đạo Tuyên Luật Sư mới biết được vị hòa thượng kia cũng nói thật là gì, chẳng giấu gì hòa thượng, con đã từ khi được lên tỉnh để thọ giới, xuất gia với thầy tổ thì ở chùa nông thôn thì nó cũng nghèo, không có tiền để cho đi ăn học. Thầy tổ chỉ dạy cho mỗi gì, mỗi biết đọc biết viết và biết tụng kinh thôi. Thì từ trước đến nay thì con thì chỉ có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi, ngoài ra thì cũng chẳng biết cái gì nữa cả. Thế thọ giới xong một cái lên tỉnh thọ giới xong, đàn giới ở trên tỉnh một cái xong một cái trên, hay là về lại về bắt đầu từ đó cái hầu thầy hầu tổ, trong khoảng độ tầm hơn 20 năm trước thì thầy tổ con viên tịch đi thì con thì ở để kế đăng để đèn nhang và ở kế tục sư phụ và ở đây để tu tập. Năm nay cũng trên 60 tuổi rồi. Thế ngoài tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm A Di Đà Phật ra chẳng biết thêm cái gì nữa cả. Giới luật cũng chẳng được học, chẳng biết gì. Thế bắt đầu Ngài Đạo Tuyên mới hiểu ra, hóa ra các vị chư thiên và các vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần ở đầy rẫy trên hư không họ đến để nghe kinh, đến vì đạo hạnh của gì, của vị hòa thượng này, cả đời tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Nhưng do không hiểu luật cho nên ấy, vị này vẫn gì, vị hòa thượng này vẫn gì ăn hành và ăn ngũ tân bình thường. Và ở cái xứ đó là cái xứ thì nó đến mùa lạnh nó rất là lạnh. Cho nên nhân dân họ trồng rất nhiều ớt và tỏi và hành để ăn. Thì trong chùa cũng thế. Trong chùa thì ngày xưa chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta có một thời gian là gì? Các sư tự túc lấy để sống. Tức là tự tăng gia sản xuất để sinh sống qua ngày để tu tập. Cho nên người dân ở ngoài họ trồng hành, trồng tỏi, trồng rau dưa gì ở trong chùa hòa thượng ấy cũng trồng như thế. Cũng ăn và nghĩ hòa thượng chỉ là không ăn thịt chúng sinh thôi, còn tất cả các vị hành tỏi là cái này là ăn để chữa bệnh. Chúng ta biết là tỏi và hành gì nó cũng chữa được một cái số bệnh đặc biệt là tỏi.
Hành cũng vậy. À, nó có nhiều những cái công năng chữa chữa bệnh rất rất nhiều ở ngoài đời ấy. Nếu ở ngoài đời thì họ chữa có hành và tỏi nó có công năng chữa bệnh rất là lớn, chữa được rất nhiều căn bệnh, đặc biệt như là bệnh gì? Bệnh thương hàn, trúng gió. À, làm một bát cháo hành nóng ăn nó toát mồ hôi ra là chùm chăn một tí có khi là khỏi ngay, mới bắt đầu thì như vậy là khỏi ngay. Vân vân, nhiều rất nhiều hành tỏi chứa được rất nhiều thứ bệnh. Cho nên á, vị hòa thượng kia thì thấy dân ăn thì mình cũng ăn, miễn là không phải thịt cá là được. Và khi đó thì Ngài Đạo Tuyên luật sư mới mới đem nói cho vị hòa thượng kia biết rằng á, ở trong giới luật của Đức Phật á có cấm về gì? Cấm về ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu và hành tây. Và Ngài Đạo Tuyên nói là vì sao mà như thế? Thì Ngài Đạo Tuyên nói là nếu mà ăn sống á, Đức Phật nói ở trong luật tạng á, có giảng là gì? Đức Phật giảng nói là gì? Ngũ tân mà ăn sống á thì nó tăng trưởng cái gì? Cái lòng sân hận và dục vọng rất là nhiều. Đặc biệt là gì? Cái hơi hôi ở trong miệng á, nó tỏa ra. Đối với người tu chúng ta là cần cái sự thanh tịnh từ trong ra ngoài. Tất nhiên nó không tuyệt đối. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn ngũ tân như vậy, chúng ta lên chúng ta thuyết pháp, hay là chúng ta nói chuyện với gì? Với tín đồ Phật tử, mà cái hơi hôi từ trong miệng của một vị tăng á, hoặc của một vị ni á, mà phát ra ở chung quanh cái những Phật tử, khiến cho họ gì? Họ không còn khởi được cái tín tâm như ban đầu nữa. Đấy cũng là một phần. Mà đặc biệt nếu mà ăn chín á, thì dục vọng lẫy lừng. Cho nên những người ăn ngũ tân á, ăn sống á, thì sân tâm dễ khởi và hơi hôi thì phát ra. Ăn chín á, thì dục vọng gì? Dục vọng rất nhiều. Đấy là gì? Đức Phật là muốn ngăn ngừa gì? Ngăn ngừa từ xa cho người tu chúng ta về sự thanh tịnh. Cho nên là Ngài mới, lúc đó Ngài mới chế định có cái nhân duyên của nhóm lục quần tỷ khưu tăng, lục quần tỷ khưu ni phá nát cái vườn hành của ông trưởng giả. Thì khi đó gì? Đức Phật mới chế định. Nhân đó Đức Phật gì? Chế định mới mở rộng ra, mới nói rộng ra. À, mới nói rộng ra là cái tác hại của nó. Đó là ăn sống á, thì tăng trưởng gì? Lòng sân hận. Và ăn chín á, thì tăng trưởng gì? Tăng trưởng dục vọng. Đó. Đấy là những nguyên nhân cơ bản. Cho nên vì sao chúng ta thấy, vì sao năm loại ngũ tân đó nó là gì? Là thực vật, tại sao Phật lại cấm? Đó có nguyên nhân của nó như vậy. Ừ. Cho nên ở đây á, thì khi mà Phật giáo sang Trung Quốc thì có thể thì chúng ta thấy là cái ngũ tân này được nâng cao lên một bậc nữa, đó là Đạo Tuyên luật sư, là vị sơ tổ của luật tông Trung Hoa. Một trong 10 tông phái Phật giáo nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa đó là gì? Luật tông. Luật tông khi Phật còn tại thế thì không được xếp lại thành luật tông riêng đâu. Nhưng mà sau này khi Phật Niết Bàn thì đến thời Ngài Đạo Tuyên ở bên gì? Bên Trung Quốc, thì khi đó mới thành lập ra một cái tông phái riêng, đó là luật tông, chuyên nghiên cứu về luật, học luật và trì luật. À. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật đã có câu gì? Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. À. Giới định tuệ viên mãn thì vị đó là gì? Là Phật. À. Chúng ta thấy giới được đặt lên hàng đầu. Nhân giới mới sinh định, nhân định phát tuệ. Ừ. Còn nhà thiền ấy thì gì? Ngồi thiền thì gì? Sẽ có gì? Có định, và ngồi thiền và định tâm thì sẽ có trí tuệ và có gì? Có giới luật. Còn về duy thức học thì nói gì? Người mà tu tuệ học duy thức, hiểu được duy thức thì người đó thì sẽ không phạm giới nữa, và sẽ gì? Tự nhiên tâm sẽ an định. Đó, chúng ta thấy các tông phái thì có cái sự đặt giới luật nặng nhẹ khác nhau. Nhưng riêng luật tông á, thì đặt vấn đề giữ giới là hàng đầu. Vì nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. À, cho nên ở đây thì Ngài Đạo Tuyên luật sư, Ngài, cái chuyện nó có thật hay không có thật thì chúng ta cũng không rõ được, vì nó cách đây cũng là gì? Trên dưới ngàn năm nay, gần ngàn năm nay rồi. Cho nên chúng ta cũng không thể khẳng định được cái câu chuyện đó thật hay không, nhưng mà có ghi ở trong luật tạng hẳn hoi. Đó là gì? Đó là cái nói giảng giải thích cho cái vấn đề ăn ngũ tân. Thì có cái chuyện là Đạo Tuyên luật sư đến thăm, đến thầy nhìn thấy một vị hòa thượng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy,
và có chư thiên long bát bộ đầy trên hư không đến nghe pháp như vậy, như vị nào thì vị thì quay mặt ra đằng sau, vị thì lấy tay để che mũi che miệng của mình vì sợ ngửi vào hơi hôi, vì quay mặt bỏ đi, tức là gì, không muốn nhìn thấy cái vị hòa thượng đó. Nhưng mà gì, vì mến pháp, vì phát nguyện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời sau này có ai thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì các vị thiên long bát bộ sẽ đến để hộ trì người đó. Nhưng mà khi đến nơi thì vẫn thấy vị ở trong chùa, vị hòa thượng này trồng gì, cả một cái vườn hành vườn tỏi, và vị hòa thượng này thì với các đệ tử thì vẫn lấy hành lấy tỏi ăn như ăn rau bình thường. Cho nên các vị chư thiên kia, long bát bộ pháp kia là gì, không hoan hỉ, nhưng mà chỉ mong vẫn phải đến để lễ kinh và để nghe kinh và để hộ trì kinh, hộ trì người trì kinh. Nhưng mà mặt các ngài gì, quay mặt hướng ra chỗ khác, không nhìn vào cái ngôi chùa đó, không nhìn vào vị hòa thượng đó, vì không muốn nhìn thấy cái vườn hành vườn tỏi xanh tươi của vị hòa thượng đó dưới kia. Nhưng mà không ngờ vị hòa thượng này do không biết học, do chưa được học luật, chưa biết rằng đức trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật cấm cái đó. Đức Phật cấm cái đó vì hai cái lý do cơ bản: ăn sống thì tăng trưởng lòng tà ác và nóng giận, ăn chín thì tăng trưởng gì, dục vọng. Mà đối với người tu của chúng ta, cả hai cái đó gì đều không đúng và đều không có thể tu tập tốt được. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là bây giờ không chỉ các Phật tử đâu mà đến một số chùa, đặc biệt là các gì, chùa các sư ăn mặn, thì các sư vẫn ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu, ăn hành tây bình thường. Thậm chí là đến những ngôi chùa ăn chay, các ngôi chùa đó làm cỗ chay, tôi đã gặp rồi. Tôi đã gặp vài lần đi ăn cỗ của một số các chùa ăn cỗ chay ở trong Hà Nội, trong thành phố Hà Nội. Các Phật tử làm cỗ chay cho các sư vẫn ăn hành tây bình thường, vẫn mang hành tây ra để xào, xào những đồ chay bình thường. Và mỗi khi gặp những cái đó thì chắc chắn là tôi không ăn rồi. Chứ còn người khác họ vẫn ăn bình thường. Và cho vẫn cho rằng đấy là gì? Hành tây nó là thực vật cho nên vẫn ăn bình thường được. Nhưng mà chúng ta biết hành tây chính là gì? Chính là trong giới luật của Đức Phật gì? Nói là hành hẹ tỏi kiệu và hưng cừ đó. Ở trong luật tạng nói là hưng cừ. Và cái từ hưng cừ đó, ngày xưa khi mà luật tạng ở Ấn Độ mới truyền sang Trung Quốc á, thì Trung Quốc chưa có cái củ hưng cừ, cho nên họ vẫn giữ nguyên cái từ đó là hưng cừ. Nhưng sau này cách đây vài trăm năm thôi thì khi đó bắt đầu họ mới gì, cái sự giao thoa văn hóa và giao thoa gì thương mại vân vân á, bắt đầu cái giống hành tây mới bắt đầu từ ở Ấn Độ và từ các nước phương Tây mới truyền sang Trung Quốc, chuyển sang Việt Nam chúng ta. Khi đó chúng ta mới biết là hưng cừ chính là gì? Là củ hành tây. Hưng cừ chính là củ hành tây, trong luật tạng thì gọi là hưng cừ đó. Cho nên ở đây cũng nói thêm, nói rộng ra thêm như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Và thôi thì chúng ta là người gì, tu tập Phật tử hay là tăng ni gì đó, chúng ta tùy duyên đi, chúng ta phát nguyện tu hành ăn chay tụng kinh niệm Phật để cầu một đời vãng sinh, hay cầu một đời được giải thoát liễu ngộ chân lý của Đức Phật, thì chúng ta cũng không nên quá gì, quá khắt khe và quá chấp vào cái vấn đề ăn trứng hay là ăn ngũ tân của người khác. Kể cả những vị đó là tăng ni, là hòa thượng hay thượng tọa hay ni trưởng ni sư hay đại đức hay là sư cô vân vân, các vị ăn là việc của các vị. Chúng ta cũng không nên gì, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là chúng ta gì cũng không nên hí luận và không nên tranh luận hơn thua thắng thiệt về họ làm gì, cũng không nên gì khởi tâm để oán ghét họ, hay là không nên tranh luận với họ làm gì, để chúng ta gì đỡ phiền não. Điều quan trọng là chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh của mình để mà ăn, để mà tu thôi. Nay Phật tử yêu cầu và muốn là thầy giảng rộng thêm cái điều này để cho đại chúng các Phật tử cùng biết thực sự phải ăn chay thì phải như thế nào, có được ăn trứng hay không, ăn trứng cả công nghiệp hay không, và có được ăn ngũ tân hay không. Thì thầy nói thêm như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta giữ được ăn chay tuyệt đối, không ăn ngũ tân và không ăn trứng công nghiệp, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm gì,
làm gần như viên mãn lời dạy của Đức Phật trong vấn đề ăn chay và vấn đề gì? Ngũ tân.